Xin chào các bạn, xin chào mừng các bạn đang đến với buổi live stream trực tiếp tại bệnh viện Thẩm mỹ MCAS. Hiện tại Yến Nhi đang có mặt tại phòng mổ số 3 của bệnh viện. Thì ngày hôm nay Yến Nhi xin mời tất cả các bạn cùng đến với một trường hợp khách hàng. Vị khách hàng này đã 29 tuổi và sinh được hai bé. Và tình trạng ngực của chị là teo nhỏ và mang tiếng vú rất là ít nha các bạn. Thì trước khi đến với cái phòng kết quả mà bác sĩ Phạm Xuân Kim sẽ làm cho chị khách hàng này, thì xin mời các bạn cùng nhìn lại hình ảnh trước khi mà chị thực hiện nâng ngực tại MCAS nha các bạn. Các bạn có thể thấy ngực của chị rất là nhỏ nha các bạn, khoảng cách ngang ngực rất là xa và phần trên mô tuyến của chị á bị hõm rất là nhiều. Thì sau khi được bác sĩ Phạm Xuân Kim tư vấn và chụp hình trên máy X-ray 3D thì chị đã được tư vấn chọn xoay ngực là 320 cùng túi và nano chip và Colomix của Motiva. Thì bây giờ xin mời các bạn cùng xem kỹ lại hình ảnh trước khi làm phẫu thuật của chị nha các bạn. Và với cái phần khuyết ở phần trên phía trên phần ngực này thì bác sĩ Kim đã có một giải pháp giúp cho chị cải thiện phần một như mong muốn, đó là cởi mở. Và bây giờ xin mời các bạn cùng gặp lại bác sĩ Kim nha. Chào em, chào các bạn. Đính chính là chút xíu nha, không phải chúng ta tạo cái sự đầy đặn này bằng mỡ, không phải. Mà là khi tiếng vú nó nhỏ đó, thì chúng ta phân tích được là cái khoảng cách từ đầu ngực cho đến hết dưới bầu ngực nè, nó không đủ bao trùm. Các bạn hình dung nó giống như từ đầu ngực tới cái nếp dưới bầu ngực á, nó giống như một cái bán kính. Thì cái bán kính này nó quá ngắn, không thể nào nó phủ hết cái đường kính này. Mà vì cái bán kính này nó quá ngắn như vậy á, cho nên chúng ta tiên lượng được sau phẫu thuật á, cái đoạn nhỏ này nè, mình sẽ sờ chạm thấy cái túi. Và như vậy cái đoạn phía bên trên này nó không cho các bạn cái đầy đặn, để khi các bạn mặc áo á, nó che cái phần này đẹp được. Và các bạn này có một đặc điểm là phía bên phải, tức là phía bên tôi đang đứng á, cái lồng ngực này nó lõm ở chỗ này, cái xương nó lõm này, thành ra nó làm cho cái tuyến vú nó bị chùi về đây. Nó giống như cái hình cái trái xoài như vậy nè. Như vậy trong cách làm phải may lên trên, như các bạn thấy tôi đang đánh dấu như này là những cái điểm mà chúng ta đã may lên rồi. Thì khi may lên á, nó bị cái xương ức chỗ này nó gồ nè, nó làm cho cái chỗ này bị cái xương rồi lại hấp xuống cái mô tuyến. Cho nên cái phần này chúng ta phải bổ sung cái mỡ để cho nó có sự đầy đặn. Và đây là chúng ta phải lắp cái phần mỡ đây. Phần này là lắp được 20 rồi đúng không? Vâng, bây giờ tiếp tục tới cái phần ở phía dưới này. Chúng ta phải bổ sung để cho nó có cái độ dày ở chỗ này. Chứ nếu không cái độ dày, cái phần này nó chỉ còn lại da thôi. Vì mô tuyến nó chỉ có tới đây thôi nè. Cái phần da này nó sẽ làm cho chúng ta sờ chạm nó không có còn tự nhiên nữa. Các bạn thắc mắc các bạn cứ gửi về cái website của bệnh viện, cũng như là cái đường dây nóng của bệnh viện thì sẽ có người giải đáp. Chúng ta không cần bổ sung một cái lượng lên nó quá nhiều, mà một cái mức đủ để nó che phủ. Các bạn có thể em lên lên cao các bạn một xíu. Đây cũng là một cái đặc biệt của mình, là khi mình làm xong đó, là mình luôn cho người ta ở tư thế ngồi lên để mình đánh giá cái sự đầy đặn nó như thế nào. Được phép lộ cái này ra một chút xíu không? Đấy, mình qua cái chỗ này, góc chỗ này nè, còn thiếu góc chỗ này nè. Các bạn thấy cái sự đầy đặn lên nó sẽ hiện rõ lên và nó làm cho cái vùng này nó bớt khuyết đi. Trong kỹ thuật á, thì nó gọi là nâng ngực lai, tức là nâng ngực vừa sử dụng túi mà vừa sử dụng kết hợp cái loại cấy mỡ. Một số bạn sẽ thắc mắc là cái mỡ này có được sống tốt hay không. Thực tế thì kinh nghiệm của em các thì cái mỡ này á, thứ nhất cái kỹ thuật lấy ra đây á là nó đảm bảo cho hạt mỡ được sống trọn vẹn. Thứ hai á là chúng ta chuyển từ cái vùng mỡ mà là do việc ăn uống ăn nhiều mà vận động ít sang cái vùng mỡ mà được kiểm soát bởi nội tiết tố. Nội tiết tố của các bạn ổn định thì cái mỡ và mô tuyến nó ổn định. Cho nên việc cấy mỗi bên 25-30cc mỡ hoàn toàn sống rất là tốt, các bạn yên tâm. Đó, thì các bạn thấy là khi chúng ta bổ sung mỡ nó được các cái góc này đầy đặn và phía trên này nó cũng không có bị lộ cái phần xương ở trên này. Cái phần khuyết này sẽ được giải quyết bằng 10cc mỡ thôi.
chứ không phải cái xương sườn này nè, các bạn thấy là nó sẽ rất là quyết so với xương sườn bên này. Và như vậy cái chính cái chỗ quyết này làm cho cái cảm giác cái bầu ngực này nó bị trũng và bị lép, cho nên chúng ta cần 10cc chỗ này là đủ. Tất cả các phần này được đánh dấu trước mổ để sau đó chúng ta đưa cái túi lên rồi chúng ta bổ sung cho nó đầy đặn cho bạn. Bây giờ tiếp tục còn bổ sung cái phần bên đây. Cái bạn này có cái xương sườn bên trái nó nhô rất là nhiều, đây cái đầu xương này bên đây thì nó trũng hơn, cho nên nó làm cho cái phần bầu ngực này nó bị lép nè. Vậy chúng ta phải bổ sung cái phần này để cho cái này nó có sự đầy đặn lên. Tiếp tục nha các bạn, chúng ta tạo cái độ bầu ở phía bên dưới bầu ngực trái. Chúng ta bổ sung cái lớp này là cái lớp giữa da và mô tuyến, tức là nó cũng nằm trong cái lớp mỡ, chứ không phải chúng ta bơm vào mô tuyến nha các bạn. Đừng nhầm lẫn cái chuyện là mô tuyến nó không đụng gì cho. Ở phần dưới này là chúng ta bổ sung 15 nè, đây là 5 nè, ở đây là bắt đầu chúng ta bổ sung 57 nè. Đủ rồi. Các bạn có thấy sự khác biệt không các bạn? Xin chào và hẹn gặp lại. Và vừa rồi bác sĩ Thiên đã thực hiện xong quy trình cấy mẫu ngực cho vị khách hàng này. Bây giờ Yến Nhi xin mời các bạn cùng xem lại hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật nâng ngực và cấy mẫu ngực như thế nào. Xin mời các bạn ạ. Mình thấy sự khác biệt rất là rõ ràng đúng không các bạn? Ngực của vị khách hàng này đã rất là tròn đầy và nhìn rất là tự nhiên đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn hình ảnh góc nghiêng nha. Đây là hình góc nghiêng 45 độ nha các bạn. Đây là góc nghiêng 90 độ. Và chúng ta cùng xem lại nha. Một sự khác biệt rất là rõ ràng ạ. Và trong buổi livestream này thì bạn nào còn có những vấn đề nào thắc mắc thì xin mời bình luận ở phía dưới video clip, thì nhân viên bên chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các bạn chính xác và đầy đủ nhất. Các bạn có thể đến tư vấn trực tiếp tại bệnh viện thẩm mỹ Vinfast. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình livestream lần sau.